Sau một tháng xét xử công khai, ngày 11 tháng 4 năm 2024, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án tử hình về 3 tội danh, tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn tức SCB hơn 677.000 tỷ đồng, tương đương dư nợ của 1.284 khoản vay. Đáng lẽ các bị cáo bồi hoàn toàn bộ, tuy nhiên bản chất số tiền thất thoát là do bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng, chỉ đạo sử dụng, các bị cáo khác nghe theo chỉ đạo của bị cáo Lan để thực hiện hành vi sai phạm. Chủ tọa Phạm Lương Toản nhận định, thực chất, bản chất 1.284 khoản vay này SCB thực hiện không đúng quy định. Số hợp đồng vay này là phương thức, thủ đoạn để bị cáo Lan rút tiền SCB sử dụng. Vì vậy, tòa chỉ buộc bị cáo Lan bồi hoàn tiền lãi. Toàn bộ dư nợ 1.284 khoản vay được xác định chiếm đoạt, gây thiệt hại 677.000 tỷ đồng cho SCB. Theo hội đồng xét xử, tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lang và Công ty Capella, và bị cáo Dương Tấn Trước là cựu tổng giám đốc công ty Tường Việt đã hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan, thì số tiền mà bị cáo Trương Mỹ Lan còn phải khắc phục là 673.849 tỷ đồng. Ngoài ra, hội đồng xét xử đề nghị mức án chung thân đối với bị cáo Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB đang bị truy nã, xét xử vắng mặt. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là cựu tổng giám đốc SCB và bị cáo Bùi Anh Dũng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB về các tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Bị cáo Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Times Square, là chồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bị cáo Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị tuyên mức án 17 năm tù về tội tham ô tài sản. Về nhóm tội đưa, nhận hối lộ, Viện Kiểm sát nhận định dù Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi đưa hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ cho cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 Đỗ Thị Nhàn, nhưng căn cứ lời khai của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, và tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử cho thấy, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chỉ đạo bị cáo Văn gặp, đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị tuyên mức án chung thân về tội nhận hối lộ. Đối với nhóm 16 bị cáo thuộc nhóm lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ, bị cáo buộc nhận tiền từ nhóm của bà Trương Mỹ Lan để làm sai chức trách công vụ. Hiện các bị cáo đã nộp toàn bộ số tiền đã nhận. Các bị cáo này nhận từ SCB số tiền thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là gần 10 tỷ đồng. 16 bị cáo này bị tuyên mức án từ 3 năm tù treo đến 11 năm tù. Đối với khoản tiền này, theo hội đồng xét xử, nguồn gốc tiền từ SCB nên thu hồi trả lại cho SCB để khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Các bị cáo đồng phạm còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến 20 năm tù. Đối với các bị cáo được hưởng án treo, nếu không phạm tội danh khác thì được trả tự do ngay tại tòa. Với 5 bị cáo bỏ trốn, cơ quan chức năng đã kêu gọi đầu thú, nhưng các bị cáo từ bỏ quyền bảo vệ quyền lợi cho mình. Do đó, hội đồng xét xử xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo này. Đối với các bị cáo tại SCB, hội đồng xét xử nhận định chỉ là những người làm công ăn lương, đồng phạm giúp sức bị cáo Trương Mỹ Lan, không được hưởng lợi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo hội đồng xét xử, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn với SCB, đẩy ngân hàng này vào tình trạng mất thanh khoản. Đồng thời, vụ việc gây hoang mang trong người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước, xói mòn niềm tin của nhân dân. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất mới đủ tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Cũng trong vụ án này, duy nhất bị cáo Nguyễn Cao Trí được xác định không phải là đồng phạm của bị cáo Lan. Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị tuyên mức án 8 năm tù, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng.